Ăn tteokbokki chiên xù và nghe tiếp câu chuyện bùa yêu phần 2. Cô vợ đã nói chuyện với gia đình chồng và cả gia đình quyết định hợp sức để kéo ảnh về. Mọi người quyết định lập kế để dụ anh này lên Đà Nẵng đi gặp thầy. Ba mẹ ảnh gọi điện nói rằng đi du lịch ở Đà Nẵng nhưng mà bị móc túi hết rồi. Bây giờ đang tá túc ở nhà người lạ và nhờ ảnh lên đón về. Cũng may anh ta còn chút lý trí nên đã đi đón ba mẹ. Lên tới đó bước vào nhà của ông thầy rồi thì anh này bị mọi người cưỡng chế và trói lại. Ông thầy bắt đầu đọc thần chú để giải bùa và anh này bắt đầu đau đớn và la lối dữ dội. Sau 3 tiếng đồng hồ thì ông thầy cũng không có giải hết được và ông nói là cái bùa yêu này được thỉnh từ Campuchia cho nên uy lực của nó rất là mạnh. Người dùng bùa để cúng thịt và máu cho nó để cầu xin cho nên nó ghê gớm lắm. Ông nói nếu mà giải được xong cái bùa này thì người dùng bùa kia chắc chắn sẽ bị quật lại. Và ông thầy đã quyết định nhờ sư phụ của ông giúp đỡ thì sư phụ của ông cao tay ấn hơn. Ông thầy có cho một lọ nước phép và bắt anh này phải uống vào lúc 11 giờ đêm và cô vợ phải đọc thần chú. Đọc xong thần chú thì anh này tự động nôn ra những cái thứ gì đó màu đen trong người. Nếu nôn hết những thứ đó thì bùa ngải đã được giải thành công. Nhưng mà anh phải chịu đau đớn lắm vì cô bồ kia cũng đang đọc thần chú để kéo ảnh đi. Gia đình anh này đã nhốt ảnh 3 tháng trời ở nhà để điều trị và đuổi việc luôn cái cô bồ đáng sợ kia. Sau đó anh này đã tỉnh ngộ và trở về yêu thương vợ con như lúc trước. Còn cô bồ kia có bị bùa quật lại hay không thì không ai biết vì không thấy cô ta xuất hiện nữa. Lại đang bánh mì rau củ nướng phô mai và nghe kể chuyện tâm linh cầu cơ nhập hồn. Chắc hẳn mọi người đều biết cái trò chơi cầu cơ, nhưng mà cầu cơ nhập hồn thì nó ghê hơn bất kỳ thứ gì khác trên đời. Nó cũng giống như là lên đồng vậy đó, trò chơi sẽ triệu hồi một vong hồn và nhập vào thân xác của một người phù hợp. Những người chơi còn lại sẽ hỏi cái vong hồn đó những câu hỏi muốn biết. Và câu chuyện này xảy ra ở Bình Phước, cậu họ của Quỳnh kể lại cho Quỳnh nghe. Hai đứa trẻ gần nhà của cậu rủ mấy đứa trong xóm chơi cầu cơ nhập hồn. Tụi nó rủ nhau chơi ở nghĩa địa vào ban đêm. Chắc là mọi người thắc mắc tại sao ba mẹ của tụi nó lại để tụi nó đi chơi vào ban đêm đúng không? Vì ở đó là thôn quê, họ sống trong một cái xóm á, cho nên là con nít cũng chơi vòng vòng thì cũng trong xóm thôi, nên họ cũng không có lo lắng nhiều. Thì đó, mấy đứa con nít chơi cầu cơ ở nghĩa trang vào ban đêm tầm khoảng 4 đến 5 đứa à. Không biết nó chơi như thế nào mà một đứa con gái đã bị một vong hồn nhập, và vong hồn đó là của một con ma đói. Gia đình con bé kể nó về tự nhiên mặt của nó xanh xao lắm và nó ăn quá trời ăn như quỷ đói. Rồi nó khóc, nó cười, nó la, nó hét, nhìn rất là ghê rợn và những điều kinh khủng tiếp tục xảy ra. Lại đang ăn bánh mì nướng phô mai và nghe tiếp phần 2 của câu chuyện cầu cơ nhập hồn. Thấy con bé đó ăn dữ dội lắm mà vừa ăn vừa khóc la, ba nó mới hỏi: Liễu con bị sao vậy? Nó trả lời: Không phải Liễu. Sau đó nó chạy vô nhà bếp mới lục lọi đồ ăn, mặc dù là cái bụng nó nãy giờ ăn cứng nhắc rồi. Khi đó có nhiều người hàng xóm chứng kiến luôn, thì một người mới gợi ý chạy lên chùa mời sư thầy về. Ba của nó tức tốc chạy lên chùa trong đêm luôn, khi đó là 2 giờ sáng thì mời được thầy về. Thầy tới không có làm phép gì hết á, thầy chỉ nói đừng có làm hại bé Liễu, nó còn nhỏ lắm. Về chùa với thầy, thầy cho ăn cơm rồi nghe kinh. Oan hồn nó bắt đầu nó mới khóc lên, nó nói nó chết lâu rồi. Hồi còn sống, mỗi lần giận dỗi cái gì là nó hất đổ mâm cơm, nên mặc dù là tới ngày giỗ cúng nó nhận được đồ ăn nhưng mà ăn không có được. Đồ ăn tới miệng thì cháy thành than, nuốt không được, trở thành ma đói lang thang dứt dưỡng. Nó thấy con bé Liễu chơi cầu cơ mà con bé Liễu hợp với nó cho nên nó nhặt vô. Bây giờ hồn của bé Liễu đang ở ngoài cái nghĩa địa đó, thì nó dẫn thầy với mọi người ra đó. Sau đó thầy làm phép cho nó xuất ra để hồn bé Liễu nhập về. Thầy nói cũng may nó là vong hồn đói nhưng mà không có ác, nếu mà gặp vong ác thì nó sẽ chiếm xác và con bé Liễu sẽ đi luôn. Lại đang pizza mì gói với tôi nè. Mấy hôm nay tôi thấy thì nhiều người làm cái nội dung vừa nấu ăn vừa kể chuyện tâm linh giống như tôi lắm. Không chỉ kể chuyện tâm linh mà họ còn chỉ cho các bạn làm những cái mẹo tâm linh nữa đúng không? Như là ghi tên tuổi của một người nam mà các bạn muốn làm bạn trai, sau đó đem vào bồn tắm, sau đó đốt đèn cài lên và khấn. Hoặc là ghi tên tuổi của một ai đó vào một cái chai có nước, sau đó đem để vào ban đêm cho đến sáng rồi đem vô uống. Rất là nhiều mẹo chỉ về tâm linh này kia, nhưng mà mình khuyên các bạn chân thành luôn, không nên thử theo nha. Các bạn biết rồi đó, xung quanh chúng ta có rất là nhiều vong hồn lang thang. Như các câu chuyện mà Quỳnh đã kể đó, như thầy bùa, thầy đồng cao tay này kia, nhưng mà vẫn không thể nào giải trừ được nếu như mà bị vong hồn nhập vào người. Chưa kể những thầy lên đồng gọi hồn nhập xác cho người thân, nhưng mà đâu có phải cái hồn của người thân đó về đâu. Chuyện tâm linh đừng có đùa giỡn. Nhà của chúng ta có thờ Phật, thờ Chúa cho nên những cái vong hồn đó vào không có được. Nên mình mà làm cách bậy bạ như vậy là có nghĩa là mình cho phép họ đi vào trong nhà với mình đó. Mà vào rồi thì người ta không có chịu ra đâu à nha. Cho nên gặp những cái nội dung như vậy thì các bạn chỉ cần nghe thôi chứ đừng làm theo nha. Chứ kiểu chơi với ma quỷ thì có ngày thành ma. Lại đi uống sữa dằm thạch dưa hấu và nghe chuyện tâm linh chơi trốn tìm bị ma giấu. Bà nội tôi kể thời xưa thì quanh nhà toàn là cây cối không, mà đặc biệt là bụi tre bụi trúc rất là nhiều. Bà với mấy đứa trong xóm rủ nhau chơi trốn tìm, tới khi đi tìm thì đứa nào cũng bị tìm ra hết, duy nhất một đứa không ai tìm ra. Sau đó bà tôi sợ quá chạy về nhà báo với ông cố và kêu mọi người đi tìm. Tìm từ trưa cho đến 6 giờ tối mà vẫn không tìm ra nó. Ba mẹ của nó khóc quá trời khóc. Mấy ông bà cụ mới nói chắc là nó bị ma giấu ở đâu đó rồi. Bây giờ cầm nắm muối vừa đi vừa rải, bắt đầu mọi người chạy về nhà lấy muối, vừa đi vừa ném thật mạnh vào các bụi cây và gọi tên của nó. Thì ném vào khoảng 5 đến 6 bụi cây thì mọi người đã phát hiện nó nằm trong cái bụi trúc kia. Mà hồi nãy bụi trúc đó mọi người đi qua rồi, tìm rồi mà không có thấy nó đâu hết. Tìm được nó rồi, ba mẹ nó mừng lắm và hỏi tại sao con không kêu lên. Nó nói nó có thấy mọi người đi tìm nhưng mà nó la lên: mẹ ơi, ba ơi, mọi người ơi, mà không có ai nghe và trả lời nó cả. Nó vừa đói vừa mệt nên đã ngủ thiếp đi. Những cái bụi trúc bụi tre to thường có oan hồn ẩn náu, chơi không cẩn thận bị nó giấu mất xác.